Xin chào các bạn, mình rất vui được quay trở lại với các bạn trong một cái buổi tập Lean Muscle của mình. Hôm nay là buổi tập lưng, show, cầu vai. Buổi thứ mấy giờ mình cũng không nhớ, mà bây giờ là chu kỳ thứ ba ha. Bây giờ đánh nhanh rút gọn đi, mình không quay khởi động luôn, tức là mình đã khởi động trước đó rồi, bây giờ mình chỉ quay cái chính thôi. Bây giờ bài tập đầu tiên của chúng ta là vô cái thiết bị này. Nó tên là City Grow. Mình đã khởi động rồi. Bây giờ mình tập luôn nha. Set đầu tiên nha. Tập tới mấy cái lưng này xương nó kêu gấp 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 à, gấp 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 ghê thiệt. Nghỉ xíu qua tập hiệp thứ hai. Hiệp thứ ba, ai chà chà, tiếp tục. Ôi. Tiếp, bây giờ mình chơi dumbbell vô. Thôi khỏi xài cái quyền đi. Tại cái cục này tương đối mình cầm được. Mình cầm được thì mình cầm. Hạn chế sử dụng dây cấu lưng lại. Cho mấy cái ngón tay mình nó khỏe á, cái gì cũng sử dụng dây kéo lưng hết, mấy ngón tay yếu xìu. Ah.
Sao mình ghét tập chân với tập lưng quá, nó vừa mệt nó vừa chóng mặt á. Nghỉ xíu tập cái hiệp thứ hai. Thứ ba. Ôi ơi, tập mấy bài lưng nó ái chị đậu hay sợ không 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 muốn thứ đều muốn nằm luôn. Gì cái lưng này buổi tập mà cường độ cao các bạn thở như trâu bò cho mày chứ không phải giỡn à. Còn tập mà nghỉ cho lâu nó không đã. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài vượt lưng này với lại cái thanh cái chữ V đây. Cái này xong rồi chúng ta sẽ superset với cái bài đu xà ha. Quay đủ, mình khoái đủ này nhất. Tại vì sao mình khoái? Lát hồi các bạn xem à. Các bạn thấy không, khi mà mình tập mình cầm vậy, lúc mà lên mình xoay như vậy lúc là đã mệt lắm. Tới cái này tập được nhiêu cái tập thôi chả biết luôn á. Hai hiệp nữa nha các bạn.
Anh đu xà cái nhà tập. Xong à, nghỉ chút xíu. Dạ. Rồi, qua đây. Đu xà. Xà gì? Cái máy kia có người tập rồi, nên mình qua đây mình tập cho rồi. Linh động. Rồi, xong. Qua cái máy kia. Máy này nha. Minh thì Minh. Mình thấy nhiều bạn thích cầm trên đây vậy nè các bạn. Không, mình cứ cầm cái trọng tâm ở giữa đó, cho nó cân bằng. Có nhiều người thích cầm vậy. Nữa. Đuổi thầy rồi đó. Kể với các bạn nghe vui lắm. Mình tính ngồi nghỉ lâu xíu. Cái thằng tập nó không có hỏi đâu. Cái thằng cầm máy quay nó hỏi. Nó kêu mình vô. Mình kêu thôi gán 2 phút đi. Không, nó cho mình có 1 phút 30 giây thôi à. Ná thở luôn á, giỡn à. Giờ tập luôn cho nó xong. Qua chơi cái cầu vai. Cái cầu vai bằng máy Smith. Các bạn giật cầu vai, các bạn nhớ giật cái cầu vai chứ bạn đừng có giật cái máy nha. Giật cầu vai ai giật nặng vô toàn là giật nguyên cái máy không à. Yeah.
9 10 1 12 rồi 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 rồi. Buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì ở video, các bạn cứ comment ở dưới video. Cái gì mình biết mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok các bạn, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Buổi sau là mình sẽ tập vai và bụng nha. Ok, bye bye.